Cái này cây bằng cây cơm thảo đất. Rồi mấy cái này. Cái này rau đắng đồng. Rau đắng đồng. Ờ, nhiều thứ lắm, cái này là cỏ hoàng đầu. Dạ. À, cái này có làm, có kiếm về ăn nấu uống. Thuốc dạ. Hồi á, thuốc hồi là cái kiếm đủ thứ. Uống đủ thứ bệnh. Nó mọc bên mặt đất này là xuống Nam không à Lý ơi? Dạ. Đây là cái này là ngò voi nè. Dạ. Bộ bổ máu nè. Đó cái này là cái rau bùi. Rau bùi. Ờ rau bùi cái này là nó sợ cái chuột ăn ngon lắm. Nhưng mà mình thì cắt xong hết cả rồi mình đem mình phơi khô hả? Ờ cắt đem xong rửa. Rồi chặt chung hết. Chổng rồi phơi khô. Dạ. Để dần. Rồi mình nấu bằng mình nấu bằng nồi á, nấu bằng tiêu. Rồi một ngày mình uống làm sao? Hả? À, mình nấu nói dụ như bây giờ lấy có một cái siêu bằng điện á. Dạ. Nấu cả chừng 3 chén, 4 chén gì đó. Dạ. Nam này thì nó nhớ nấu nhiều càng tốt. Dạ. Nấu đầy siêu rồi cái mình nấu cho nó ra nhiều cái đổ ra. Dạ. Kiếm cái chai. Dạ. Chai mà cái chai kêu bằng cái chai xì tin rồi đó. Dạ. Dặn nút lại. Mình bỏ tôi để tủ lạnh rồi cứ một ngày để uống gần một sĩ thôi. Dạ. Yeah. Nhiều cỡ lắm. Có bệnh nhiều lắm mà bây giờ cũng uống hết rồi. Dạ. Yeah. Hôm đó. Nhưng mà chủ yếu là chữa những cái bệnh gì chú? Hả? Cái gì? Chủ yếu là mình sẽ chữa những cái bệnh gì á? Nói dụ như mình bệnh ở trong mình ba bốn thứ là uống này cũng hết nè. Dạ. Là uống hết trận. Dạ. Yeah. Thì nhiều thứ á. Dạ. Yeah. Chỉ nhiều thứ bệnh. Còn lấy lại thầy á thì nó lấy đau lưng. Dạ. Nó trị theo cái gãy nhào này kia như nào ra đau lưng. Dạ. Còn cái này không có, cái này đủ thứ bệnh. Dạ. Cái này là thuốc hội á. Dạ. Thuốc hội có rồi có từng cái thuốc cho nhà tôi mà. Bồng bông là chị Phong. Còn rau nhiều này đó. Cái này là rau nhiều. Cái này chị Ban. Chị Ban, dạ. Tôi hồi mới vào là tôi học cái vấn đề là lấy kiếm thuốc nam. Chứ đâu có thuốc tây. Dạ. Thì bây giờ tôi làm thuốc xài. Cái này nè. Lưu uống là lưu đào gàng đó. Lấy cái này nè. Đau gan. Là cái đó là cây chó đẻ là đau gan. Đau gan cái lấy dăm dừa rửa sạch. Dạ. Gấp lại. Dạ. Nó nướng cho nó vàng. Dạ. Mình cái gan con heo á. Dạ. Nó đem đi muối rồi nó nướng. Dạ. Mỗi một nồi vậy đó là lấy sắp chừng 2-3 miếng mới vô. Dạ. Đau gan. Đau gan. Mặn đang uống anh vừa xa gãy dặn đó hơi khô. Dạ. Rồi sắc uống hàng ngày nấu rồi có tủ lạnh dễ lắm. Dạ. Bỏ nó ra. Dạ. Mình để trong tủ lạnh một cái chai mà nửa lít cái nước tăng lực đó. Dạ. Rồi một ngày lấy uống nửa chai thôi. Dạ. Cái này là nhẫn lòng nè. Dạ. Cái này ngủ nè. Dạ. Mất ngủ á? Mất ngủ, nấu uống ngủ, trợ tim. Tụi này nhổ nhiều. Thu lưu sao? Hả? Thu lưu nè. Thu lưu hả? Dạ. Thu lưu này nó chị 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 Cốt. Dạ. Chị Sương. Bị ban. Nhận lòng là đứa ngủ là đứa.